Rồi bắt đầu tiêm thuốc. À, cái này thầy bỏ qua cái bước là bị ống nha, mình còn thuốc sẵn này được chưa? Rồi tháo nè, tháo cái này ra, à, gắn vào kim khác. Chưa? Tiến hành chúng ta rút thuốc nè. À, làm động tác cho nhanh dứt khoát lên các bạn. Chưa? Làm động tác cho nhanh dứt khoát ha. Rồi được chưa? Đọc nhãn thuốc lần 2. Rồi rút cái này xuống nè. Rút xuống một phát thì tháo cái này ra liền luôn. Rồi gắn cái này lên lại được không? Chỉnh mặt phát cùng với mặt số được chưa? Tháo cái này ra, tiến hành đuổi khí nè. Tay chúng ta được không? Mình đổi kim, tức là có hai cái kim mà em hiểu không? Vì mình hết cái kim 18 rồi, thầy lấy cái kim 20. Đúng rồi, không được đuổi bằng kim hút thuốc. Nhớ nha. Đút nhẹ xuống nè. Rồi đẩy lên nè, các bạn thấy nè. Rồi, chỉnh ra một giọt nước được chưa? Rồi, đóng kim lại. Rồi, giờ bộc lộ vị trí tim bệnh nhân. Giờ các bạn muốn thay tim tĩnh mạch ở dưới đúng không? Rồi, gyro vị trí tim cách bao nhiêu cm nhớ không? Gyro vị trí tim bao nhiêu cm à? Sai, nắm tay lại đi bạn, nắm sơ sơ rồi. Rồi, 10 tới 15 cm còn 3 các bạn nhầm tới đây hết mất rồi. Chưa? Rồi, xét cũng thêm bắt nè. Nắm nè, từ trên nè, đưa xuống dưới nè. Chưa? Từ trong mình đi ra ngoài, kết thúc vòng dưới ít nhất là 2 lần. Rồi, ít nhất 2 lần được chưa? Đây là tim tĩnh mạch, các bạn nhờ thầy hỏi tim tĩnh mạch đúng không? Rồi, chỉnh mặt vác trùng với mặt số, đưa cái mũi kim lên. Đây tư thế các bạn cầm kim này. Ngón 1 đặt lên thân trên, ngón 2 đặt lên đốc kim, 3, 4, 5 đặt phía dưới, ngón 3 chỉ ra để làm trụ. Được không? Dễ mà đúng không? Một tay chúng ta tiến hành căng da này, được chưa? Một tay chúng ta đâm kim một góc bao nhiêu độ nào? 15 đến mấy nào? 15, 30 đâm vào. Rồi, các bạn sẽ thấy máu nó ra. Thì mình sẽ làm động tác nhẹ đó là rút nhẹ cái piston ra, được chưa? Máu nó ra chưa? Thì các bạn phải tháo cái rô, nhớ nha. Tháo cái rô ra liền. Xong đó các bạn tiến hành là bơm thuốc thật chậm, đồng thời quan sát sắc mặt bệnh nhân và quan sát vị trí tim. Rồi, các bạn tiến hành rút kim căng da nè. Rồi, được chưa? Rồi. Xét khuẩn lại vị trí tim bằng gạt có cồn hay không, không có gòn hay không gòn nào? Không cồn, xin lỗi. Đó, đè lại, chặt lại. Cái này có dây không mà? Không, đè bệnh nhân đè chặt lại vị trí tim. Được chưa? Xong, thu dọn dụng cụ. Nhanh ha, đơn giản thấy không? Dạ.